Hơn một tháng nay, đài truyền thanh xã Việt Ngọc luôn hoạt động gần như hết công suất. Bên cạnh việc tiếp âm chương trình của trên, các đài truyền thanh cơ sở đều xây dựng các bản tin phòng chống dịch, tăng cường thời gian thêm chương trình tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc không tính ngày đêm mà theo thông tin về tình hình dịch bệnh, văn bản chỉ đạo điều hành khẩn, hỏa tốc, thông tin liên quan đến ca F0, F1 cùng lịch trình di chuyển, thông điệp 5K, vấn đề khai báo y tế, thực hiện cách ly y tế, quy định phòng chống dịch của chính quyền địa phương. Để tăng cường những công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, đối với đài truyền thanh cơ sở thì chúng tôi xác định là công tác tuyên truyền là phải đi trước, tập trung là tăng cái thời lượng phát sóng, và tăng cái chương trình, làm cái chương trình phát thanh trên đài truyền thanh của xã, và đồng thời là phối kết hợp cùng với các cái tổ chức chính trị xã hội là tổ chức tuyên truyền lưu động, và làm các cái chương trình phát thanh để gửi về các cái tổ COVID cộng đồng ở thôn để tuyên truyền trực tiếp đến người dân, với cái mong muốn là cái lượng thông tin về tình hình COVID-19 đến được với người dân một cách chân thực nhất, để người dân nâng cao cái nhận thức và quyết tâm cùng nhau đẩy lùi cái dịch COVID-19. Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trong thời gian qua thì đài truyền thanh xã Ngọc Lý đã tăng cường thời lượng tiếp âm tiếp sóng của đài trung ương, đài tỉnh và đài huyện, và đặc biệt là chương trình tuyên truyền lưu động đến tất cả các người dân trong toàn xã nắm được những cái chủ trương chính sách của đảng để phòng chống dịch COVID làm sao đạt hiệu quả nhất. Và trong thời gian tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã liên tục triển khai để tập trung hỗ trợ đến tất cả các cụ nhà văn hóa các thôn là tăng cường lắp các hệ thống đài không dây cũng như là đài có dây để phục vụ các tuyên truyền phòng chống dịch nhanh nhất để cho người dân nắm được. Để thông tin đến với mọi người dân, cán bộ đài xã thị trấn thường xuyên kiểm tra lại hệ thống loa đài, lắp mới thêm các cụm loa đảm bảo phủ sóng tới 100% hộ dân trong xã. Không chỉ có vậy, hàng ngày chính đội ngũ cán bộ đài cơ sở là lực lượng nòng cốt trong công tác thông tin tuyên truyền lưu động, phối hợp căng pano khẩu hiệu, các kênh thông tin này nhanh nhạy ngay tại cơ sở nên đã trợ giúp đắc lực để cán bộ nhân dân dễ dàng nắm bắt thông tin và chủ động phòng chống bệnh tốt nhất. Hệ thống này truyền thanh của xã thực hiện cái công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID cũng như công tác bầu cử trong thời gian vừa qua rất tốt. 12 trên 12 thôn đều người dân đều nghe được trong các cái chương trình truyền thanh của huyện cũng như của xã. Đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch vừa qua thì kể cả có những hôm 1-2 giờ đêm đài truyền thanh vẫn phải hoạt động để kêu gọi người dân đi xét nghiệm, công nhân, những đối tượng là công nhân đi ra xét nghiệm COVID ở trạm y tế. Nên là thấy cơ bản người dân đều nắm được cái tinh thần của đảng và nước ta trong công tác phòng chống dịch vừa qua. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác tuyên truyền của đài truyền thanh xã Việt Ngọc đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID của đài truyền thanh huyện Tân Yên về tăng cường thời lượng phát thanh, viết tin bài, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, công tác phòng chống dịch COVID của xã Vân Ngọc đã đạt được hiệu quả tích cực. Huyện Tân Yên có 22 đài truyền thanh xã thị trấn, trên 300 cụm loa truyền thanh ở các thôn tổ dân phố. Trong suốt thời gian phòng chống dịch vừa qua, hệ thống đài truyền thanh cơ sở đã phát thường xuyên vào các buổi sáng, trưa và chiều, chưa kể đột xuất. Chỉ tính riêng từ tháng 5 đến nay, hệ thống đài truyền thanh cơ sở ở Tân Yên đã phát trên 3.000 buổi các bản tin về nội dung phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện trên 1.000 buổi tuyên truyền lưu động, thu âm gửi về thôn tổ dân phố phát trên 20.000 lượt. Tham gia phòng chống dịch tại cơ sở, có những cán bộ đài xã do tiếp xúc mà trở thành F2, họ chấp nhận cách ly tại chỗ để tiếp tục làm việc. Đài truyền thanh cơ sở là một kênh thông tin rất quan trọng của chính quyền địa phương, thông tin về những vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung và phòng chống dịch của COVID nói riêng đã có rất phát huy rất tích cực và hiệu quả trong cái thời gian vừa qua. Về đội ngũ cán bộ đài truyền thanh cơ sở, mặc dù thì là cán bộ bán chuyên trách, nhưng tôi đánh giá anh em thực sự là những chiến sĩ thông tin ở cơ sở rất tốt. Anh em nó không quản ngày mưa gió, thế rồi thì đêm hôm, anh em cũng đã kịp thời tuyên truyền những cái chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước và cái công tác phòng chống dịch, để người dân nhận thức được cái công tác phòng chống dịch
đạt được quả tốt nhất. Chúng tôi đánh giá rất cao cái ý thức trách nhiệm của anh em cán bộ đài truyền thanh cơ sở. Có thể khẳng định hệ thống đài truyền thanh cơ sở tại 22 xã thị trấn trên địa bàn huyện Tân Yên đã và đang trở thành công cụ đắc lực của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.